8 câu chuyện ngắn thâm thúy về cuộc đời. Cuộc sống cần có những câu chuyện nhỏ để giúp bạn có được kinh nghiệm sống quý báu, hay ít ra nó cũng có thể giúp các bạn có được chút niềm vui trong những bộn bề này. 1. Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo. Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lễ lịch sự, ông đã nói với người này: "Cô thật là xinh đẹp." Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: "Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông." Mark Twain rất bình thản, nói: "Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy. Nói một lời nói dối là được rồi." Người phụ nữ nghe xong xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào. Gợi ý nhỏ: tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp ngã sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn. Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi. 2. Chuột sa hũ gạo. Một con chuột rơi vào trong lu gạo. Số gạo trong lu vẫn còn một nửa. Sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo. Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên liên tiếp ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm. Gợi ý nhỏ: cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình, nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy. 3. Con thỏ câu cá bằng cà rốt. Ngày đầu tiên, chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch gì được cả. Ngày thứ hai, nó lại đi câu cá, kết quả vẫn không đổi. Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, một con cá từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát: "Nếu như ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi." Gợi ý nhỏ: những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn. Thế nên, điều bạn cho đi ấy trong mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa. 4. Bệnh nhân ung thư tưởng rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tôi có một người bạn là bác sĩ. Một lần anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư. Sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được. Anh đành phải may lại, rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa. Thế nên nghe xong thì vẫn tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi. Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện. Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn. Các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Gợi ý nhỏ: tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất vậy. 5. Nhân duyên vợ chồng. Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Lòng nghĩ thầm: sao không lỡ nhầm rồi, đã nhầm cho trót luôn. Thế là vội vàng đáp: đúng vậy, mời ngồi. Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười cười một cái nói: em cũng không phải là người đến xem mắt,
chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi. Gợi ý nhỏ, khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó. 6. Hoa khôi lớp xấu xí. Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp. Tiểu Mai là người có dung mạo bình thường, nhưng cô đã đứng ra nói với mọi người rằng nếu tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy. Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Gợi ý nhỏ, thuyết phục người khác ủng hộ bạn không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn. 7. Ông lão vứt bỏ đôi giày. Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc. Gandhi không cẩn thận đã làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích: chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói, nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nó không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Gợi ý nhỏ, đối với nỗi thống khổ đã định sẵn không thể vãn hồi, chi bằng hãy buông bỏ từ sớm. 8. Hai con hổ số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt. Đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. Gợi ý nhỏ, có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng. Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới. Hy vọng sau khi đọc được những câu chuyện này, mọi lúc, mọi nơi, ai cũng có thể tự nhắc nhở bản thân mình vậy.